lời kết Ajan Intawai Santusako là một vị sư cao hạ rất được kính trọng trong số các sư đầu đà của Thái Lan. Ngài rất quan tâm đến me chi khẽo và di sản huyền thoại của cô. Sinh ra tại một làng gần bán huế sải và xuất gia làm Samanera khi 11 tuổi. Ngài đã biết me chi khẽo từ khi còn nhỏ. Mọi người nói rằng họ đã có quan hệ tinh thần qua nhiều kiếp rồi một quan hệ nghiệp quả mà me chi khéo cũng tự mình thường công nhận không lâu sau lễ tang của cô aran intawai santusaku quyết định tưởng nhớ đến cô bằng cách lập một đài tưởng niệm có hình dáng cho thấy sự thanh nhã giản dị và lòng từ bi trong sáng của cô ngài thấy trước rằng đây sẽ là một nơi mà mọi người từ mọi nẻo có thể tụ họp để hồi tưởng lại phẩm hạnh đặc biệt của cô và đảnh lễ trước xá lợi của một vị nữ thánh. Sau nhiều năm lập kế hoạch cẩn thận, tầm nhìn của Ngài cuối cùng đã thành hiện thực. Cùng với một nhóm kỹ sư đường sắt ở Bangkok, Ajahn Intawai đã thiết kế và xây một bảo tháp kỷ niệm. Phần dưới là một hình thang rộng và trên đỉnh là một hình chóp nhọn duyên dáng. Ngôi tháp được đặt trên một mảnh đất cao, có mặt bằng phẳng rộng, kề sát ngay thiền viện bán húy sải. Một công trình cao gần 24 mét, tính từ chân lên đến đỉnh. Ngôi tháp chứa xá lợi của cô được bao xung quanh là một hồ nước tròn trong mát. Trên mặt hồ có rất nhiều hoa súng hồng nở rộ. Bao quanh hồ nước là những khóm hoa nhiệt đới được quy hoạch cẩn thận xen kẽ với những núi đá tự nhiên và có những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng viền mép cây cao tỏa bóng mát được trồng thành hàng ở vòng ngoài một không khí bình yên và thanh thản hiếm có bao trùm toàn bộ khu vực bảo tháp tưởng nhớ me chi khẽo được chính thức khai trương vào ngày 21 tháng 5 năm 2006. Từ đó, nó trở thành nơi hành hương cho Phật tử từ khắp mọi nơi trên thế giới. Xá lợi lộng lẫy của cô với chất lượng như ngọc được bày nổi bật trên điện thờ. Tháp có ba bức tượng cỡ người thật của Me Chi Khẻo. Ngay giữa không gian chính là tượng Me Chi Khẻo đứng làm bằng composite. Tầng hai của tháp, cao trên ban thờ là tượng cô ngồi thanh nhã làm bằng sáp đắp y trắng của me chi bức tượng cô đang thiền đi là bằng sợi thủy tinh màu trắng ngần được đặt ở tầng một của tháp cửa ra vào và cửa sổ bằng đồng ở tầng hai do một nghệ nhân nổi tiếng cấp quốc gia thiết kế và đục chạm ajan mahabua đã bằng lòng chủ trì buổi lễ khánh thành ngôi bảo tháp là lúc xá lợi được chính thức long trọng đặt vào tháp Nhân dịp buổi lễ đầy ý nghĩa này, chúng ta tưởng nhớ mẹ chi khẽo đệ tử cao cả của a Măng, người có xương đã biến thành xá lợi trong suốt tinh hảo. Việc chứng đắc A-la hán không phụ thuộc vào giới tính. Khi một người nam cũng như nữ thành công trong việc đoạn diệt mọi ô nhiễm tinh thần qua việc hoàn thiện phẩm hạnh tâm linh của mình, người đó trở thành A-la hán tất cả chúng ta cần cố gắng noi theo tấm gương tuyệt vời của Me Chi Khẻo bằng cách hoàn thiện phẩm hạnh tâm linh trong tâm của mỗi người. Sự kính trọng từ đáy lòng đối với thành quả tâm linh mà cô đạt được tương đương với việc thờ phụng Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Chúng ta có thể nương nhờ vào sự trong sáng không tỳ vết của cô. Những bài Pháp sưu tập được sinh ra trên thế gian này bạn phải tin cậy vào trí tuệ sẵn có của mình bạn có thể tìm đến đau khổ hay khoái lạc tìm kiếm những thứ quý giá hoặc không có giá trị tùy thuộc vào hướng chọn của bạn bạn có thể tìm thấy thiên đường hay địa ngục hoặc con đường đạo quả dẫn đến niết bàn bạn có thể tìm được mọi thứ tất cả đều do chính bạn quyết định sự tốt đẹp của người khác là của riêng họ. Ta không thể chia sẻ quả nghiệp của họ, do đó ta phải tự mình làm việc thiện. Đừng nghi ngờ hiệu lực của nghiệp hoặc đánh giá thấp hậu quả hành động của mình. Làm người, chúng ta cần có lòng bi mẫn với đau khổ của mọi chúng sinh, vì tất cả chúng ta đều chịu khổ vì những việc chúng ta đã làm trong quá khứ. Trong khía cạnh này, mọi người đều bình đẳng cái có chức năng phân biệt làm chúng ta tốt hay xấu thô hay tế chính là loại hành động chúng ta đã làm trong quá khứ bạn không thể tự mình trồng đủ cỏ để lợp mái cho tất cả mọi nhà trong thị trấn hãy rộng lượng trong khả năng của bạn đừng có đi khắp nơi tán phét và khoe khoang khắp thị trấn nếu có gì làm bạn xấu hổ bạn phải trốn đi như con ếch nhảy xuống nước khi thấy có người lại gần nếu bạn đần độn đừng quảng cáo là mình thông minh những người không giữ được miệng không biết họ đúng hay sai khi nói những ai biết sự thật thường giữ yên lặng những ai hay nói về sự thật biết rất ít về nó hãy quyết tâm theo dõi hoạt động của thân mình lời nói và suy nghĩ của mình đừng nói nhiều quá hoặc tạo khó khăn cho chính mình đừng mất khả năng tự kềm chế hoặc không lễ phép với người lớn hơn hãy cẩn thận giữ lời nói tiếng cười bất kể bạn thân với người đó thế nào đừng để lời nói của mình trở nên bất cẩn bất kể bạn tức giận thế nào đừng để lời nói trở nên tức giận. Đừng mánh khóe và xảo quyệt, lừa cho mọi người nghĩ rằng bạn là người tốt khi bạn không phải như vậy. Người giả mạo đức hạnh và thông minh thực ra là người câm, ngu ngốc và thiếu đạo đức. Được sinh ra trên đời, chúng ta cứ bám vào giá trị của những ngày, những tháng, những năm trôi qua chúng ta tin rằng đời ta và cuộc đời của những người khác là quan trọng do vậy tâm của chúng ta triền miên đau khổ ngay khi vừa sinh ra ta luôn có thái độ đề phòng và bắt đầu lo lắng chúng ta lo cái này sợ cái kia tâm của chúng ta ngay lập tức bị chi phối bởi thế gian và có xu hướng si mê do tham lam nóng giận và sợ hãi gây ra chúng ta sinh ra trong những điều kiện này và nếu ta không làm gì với chúng ngay bây giờ khi chết chúng ta vẫn mang theo những xu hướng đó theo ta thật đáng tiếc đau khổ đó là tất cả những gì ta có khi ra đời muốn không muốn toại nguyện hay bất toại nguyện ngồi nằm ăn đi ngoài nhưng không có sự giải thoát đau khổ luôn ở đó do đó khi ta hành thiền ta cần khảo sát núi đau khổ này một cách trọn vẹn chúng ta không bao giờ thỏa mãn cả ta thích nghe tiếng chim hót nhưng lại ngay lập tức khó chịu khi tiếng chim hót trở nên ồn ào quá tâm của con người tắc cứng đầy đau và khổ đến mức người ta không nhìn thấy gì rõ nữa. Chạy theo những ước muốn của mình và thỏa thuê trong đó. Người si mê gian rộng tay chào đón đau khổ. Họ nhầm lẫn đau khổ là hạnh phúc. Người khôn nhìn vào trong và khảo sát chính họ cho đến khi họ thấy thực sự hạnh phúc là gì và thực sự khổ đau là gì. Tâm họ không bị đóng kín một cách dễ dàng khi thấy sự bướng bỉnh trong bản thân mình người có trí nhận ra sự bướng bỉnh thấy tối họ nhận ra tối thấy si mê họ nhận ra si mê họ tìm lỗi lầm của chính mình họ không tìm lỗi của người khác đức hạnh được xây dựng qua việc xuất gia cái thiện đích thực được tìm thấy trong tâm hãy nhìn cẩn thận vào tâm mình xem xét chúng thật kỹ. Chỉ riêng ở đó thôi, bạn có thể tìm thấy thiên đường và địa ngục, con đường cao cả dẫn đến giải thoát và là nơi an toàn, vượt khỏi mọi khổ đau. Đừng phật ý vì bị chỉ trích hoặc tự hào vì được khen. Hãy giảng đơn giữ chú tâm vào việc hành thiền từ sáng tới tối. Hãy phát triển phạm hạnh tinh thần cả ngày lẫn đêm và hãy luôn nói thật thật thà với chính mình là nền móng của đức hạnh hãy tự biết mình chấp nhận lỗi lầm của mình và cố gắng sửa chữa đừng giấu gì nơi mình hơn cả thảy đừng tự lừa dối mình tự dối mình là vi phạm đức hạnh căn bản bạn có thể lừa dối cả thế giới này nếu bạn muốn nhưng đừng bao giờ tự lừa dối mình. Hãy dung trồng vườn tâm mình như người nông dân làm ruộng. Lần lượt phát quang, làm đất, đào luống, gieo hạt, bón phân, tưới nước và nhổ cỏ. Cuối cùng sẽ gặt được mùa vàng bội thu. Nếu bạn không thực hành, bạn sẽ không học được cách thiền nếu bạn không tự mình thấy sự thật bạn không thực sự hiểu được ý nghĩa của nó đừng có ngồi không kêu rằng buổi sáng bạn quá lạnh buổi chiều bạn quá nóng và buổi tối bạn quá buồn ngủ rồi lại kêu ca là mình không có thời gian để thiền đừng nghe lời dẫn dụ ô nhiễm của lười biếng và đi ngược lại lời dạy của bậc trí tuệ người hèn nhát chỉ nghe mỗi mình thôi luôn bận ôm gối của mình, người đó không bao giờ tiến bộ được trên con đường đến chứng ngộ. Hãy quyết tâm phát triển tâm bạn bằng cách chăm chỉ hành thiền. Hãy hiến cả thân và tâm bạn cho công cuộc tìm kiếm pháp. Dùng tâm bạn như chiếc đèn pin để soi đường. Hãy quyết tâm trên con đường đó và bạn sẽ thoát khỏi khổ đau. Là người, bạn phải cố gắng có đức hạnh và đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của pháp hãy giữ đức hạnh và chăm chỉ hành thiền việc đó không tốn của bạn một xu nào cả đừng lười nhác khi an định và trí tuệ được phát triển đầy đủ tâm sẽ tự rời xa ô nhiễm hãy bỏ mọi dính mắt và thoát khỏi thế giới của khổ đau kết quả sẽ là niết bàn hãy mau lên và thiết lập một nơi nương tựa an toàn trong chính bản thân mình nếu bạn không làm vậy khi bạn chết tâm bạn không có chỗ dựa vững chắc để tựa vào mọi chúng sinh không ngoại trừ ai đều trải qua sinh và tử mỗi người sinh ra đều phải chết và tái sinh đi tái sinh lại trong vòng quay của đau khổ và gian nan con người ở mọi lứa tuổi và địa vị xã hội đều bình đẳng trong lĩnh vực này có thể chúng ta sẽ chết vào buổi sáng có thể vào buổi chiều chúng ta không biết được nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng cái chết sẽ đến khi thời điểm chín mùi chúng ta sinh ra và chết lặp đi lặp lại sinh ra và đi và chết cứ thế quay vòng là hậu duệ của đức phật Chúng ta không được sống đời ta chỉ để thối và rửa ra mà không tìm được cái gì đích thực trong ta. Khi cái chết đến, hãy chết đúng cách trong thanh tịnh. Hãy chết buông bỏ thân và tâm, cho chúng nằm xuống mà không luyến tiếc gì. Hãy chết trong mối liên kết với bản chất thực của các Pháp. Hãy chết theo dấu chân của Đức Phật. Hãy chết như thế và trở thành bất tử. Hãy nghe tôi, đừng chỉ có ăn và ngủ như một con vật bình thường. Nhớ giữ mình đừng bị mê hoặc bởi cuộc sống trần tục, nên sợ sự tái sinh tương lai một cách lành mạnh. Hãy mở tâm bạn ra cho hạnh phúc đích thực, đừng ngồi một cách vô ích trong đêm nhìn đám than hồng của cuộc đời mình âm ỉ cháy trước lúc tàn lụi. Kiến thức về thế giới nơi ta đang sống có thể có ích nhưng không có kiến thức nào so sánh được với việc thực sự biết chính mình. Kiến thức có được qua mắt thường rất khác so với kiến thức có được từ mắt tâm linh bên trong. Hiểu biết hời hợt mà ta có được từ suy nghĩ và trầm tư, không giống như hiểu biết sâu sắc có được từ trí tuệ về bản chất thực sự của cái gì đó. Một lần có người hỏi Ajahn Măng các sư đậu đà đọc sách gì? Ngài trả lời, họ học bằng đôi mắt nhắm lại nhưng tâm tỉnh thức. Ngay khi tôi vừa thức dậy buổi sáng, mắt tôi bị hình tướng dội bom, vì vậy tôi tìm hiểu mối liên hệ giữa mắt và hình tướng. Tai tôi dướng vào âm thanh, mũi tôi dướng vào mùi hương và lưỡi tôi dướng vào vị. Thân tôi cảm giác nóng và lạnh, cứng và mềm trong khi tâm tôi bị ý nghĩ và cảm xúc tấn công, tôi liên tục tìm hiểu tất cả những thứ đó. bằng cách này, mỗi giác quan của tôi trở thành một người thầy, và tôi học pháp suốt ngày không ngừng nghỉ. tôi tự chọn giác quan nào tôi muốn chú tâm vào. ngay khi tôi chú tâm, tôi cố thâm nhập đến sự thật của nó. đó là cách A Ran Mang dạy tôi hành thiền. thân là một đối tượng quan trọng của tham ái và sự dính mắc bắt nguồn từ đó là một ô nhiễm dai dẳng. Đau khổ là hệ quả. Để vượt qua nó, hãy tập trung chú ý vào sự phân hủy và tan rã của thân xác để cho tâm nhàm chán rõ ràng hình thái làm người, chán ngán hoàn toàn bản chất thực của cơ thể người. Khi sự dầm gớm cơ thể vật lý mạnh dần lên, tâm sáng và nhẹ nhàng hơn thân người là một đống thịt và máu, rộng 60cm và dài 1,8m, luôn luôn biến đổi. Thấy sự khổ đau có căn nguyên từ dính mắt vào thân mình là tuệ giác đầu tiên làm tâm hướng trọn vẹn về Pháp. Những ai thấy thân rõ ràng, thường hiểu Pháp nhanh chóng. Khi có những thứ đặc biệt khởi lên trong khi hành thiền, cứ để chúng diễn ra, đừng dính mắt vào đó những thứ đó chỉ là chú ý hướng ngoại và phải được buông xả. Hãy đặt chúng xuống và đi tiếp, đừng bám vào chúng. Mọi cõi tâm thức đều bắt nguồn từ tâm. Ngạ quỷ và chư thiên, cư sĩ, tu nữ, tất cả đều là những chúng sinh bắt nguồn từ tâm. Vì vậy, tốt hơn cả lại chú tâm trọn vẹn vào tâm của chính mình. Ở đó bạn sẽ thấy cả thế gian trong một hồ nước trong suốt và phẳng lặng ta có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ tâm khi được nghĩ hoàn toàn thì tĩnh lặng khi tâm tĩnh lặng trí tuệ sinh khởi dễ dàng trôi chảy khi trí tuệ trôi chảy hiểu biết rõ ràng sẽ theo sau bản chất luôn biến đổi bất toại nguyện và không thực của thế gian được thấy nhờ ánh sáng của tuệ giác và chúng ta trở nên nhàm chán với dính mắt vào mớ đau khổ này và buông bỏ sự nắm giữ của ta trong khoảnh khắc mát mẻ đó lửa trong tim ta dịu đi và sự giải thoát khỏi đau khổ tự nhiên khởi sinh biến chuyển này xảy ra vì bản chất của tâm nguyên thủy luôn trong sạch và không tì vết thanh tịnh là trạng thái bình thường của tâm nó bị tì vết chỉ vì nó cho bên ngoài xâm nhập vào, làm các cảm xúc như buồn và vui khởi lên và tăng trưởng, cho đến khi tâm trở nên đuôi mù hoàn toàn về bản chất thực sự của chính mình. Cuối cùng, nó bị ngập trong nước tối đen của thế gian, bơi điên loạn trong dũng tham ái của chính mình. Mọi thứ đều do tâm ta tạo ra. Mắt nhìn thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị thân cảm giác xúc chạm ý trải nghiệm cảm xúc nhưng tâm biết tất cả những thứ ấy tâm biết những điều đó và nghĩ về chúng tưởng tượng chúng thành những thứ thế này thế kia khi chánh niệm và trí tuệ của ta đủ mạnh ta có thể tự nhìn thấy những tạo tác này nhưng đa phần ô nhiễm mang ta đi theo luồng theo đà tự nhiên mạnh mẽ của chúng trước khi ta nhận ra được cái gì đã xảy ra ta đã trở nên sân hận tham lam ảo giọng hoặc kiêu ngạo vì ta đã bị ô nhiễm lừa dối do đó hãy quan sát ô nhiễm và triều cường lên xuống của những suy nghĩ ô nhiễm đó một cách cẩn thận đừng để chúng đánh lừa bạn một cách dễ dàng khi bạn thành thục trong việc tóm bắt được hoạt động của chúng bạn có thể chuyển sức mạnh tiêu cực của chúng thành năng lượng tâm linh tích cực hãy cố gắng chăm chỉ và kiên nhẫn. Bạn tiến bộ nhanh hay chậm, phần lớn phụ thuộc vào kho xu hướng đức hạnh bạn đã tích lũy được trong quá khứ và vào sự cố gắng mà bạn bỏ ra cho việc thiền hành và thiền tọa. Do đó, hãy luôn dung trồng phạm hạnh và đừng bao giờ cho phép những ý nghĩ xấu xa len vào tâm. Bạn càng thực hành cách này nhiều bao nhiêu, tâm càng trở nên trong sạch hơn và sự hiểu biết của bạn sẽ càng đầy đủ hơn. Khi hiểu biết về cốt lõi thực sự của tâm đơm hoa và rực rỡ trong tâm bạn, điểm cuối của con đường dài đau khổ sẽ dần hiện ra. Nhưng nếu bạn không dung trồng chánh niệm và trí tuệ sẵn có của mình, mà chỉ cố gắng nửa vời, chướng ngại trên đường đi của bạn sẽ tăng lên gấp bội, cho đến khi chúng che khuất mọi ngã, làm đoạn cuối của con đường mãi chìm trong bóng tối. Mọi người nói rằng họ muốn đạt được Niết Bàn, do đó họ nghỉnh cổ và nhìn lên sự mênh mông của không gian. Họ không nhận ra rằng họ có nhìn được xa và cố gắng đến đâu, họ cũng không, không tìm thấy được Niết Bàn. Đơn giản, nó không có trong cõi của hiện thực quy ước. pháp hành tôi đã tu tập suốt bao năm không dễ làm nó rất khó tôi đã chịu đựng nhiều khó khăn để thử quyết tâm và khả năng chịu đựng của mình trên đường đạo tôi đã nhịn ăn nhiều ngày tôi đã không ngủ nhiều đêm chịu đựng đã trở thành thực phẩm nuôi dưỡng tâm tôi và tinh tấn đã trở thành gối đỡ đầu tôi bạn hãy tự mình thử đi hãy thử thách quyết tâm của bạn bạn sẽ phát hiện ra sức mạnh kỳ diệu trong tâm của chính mình. Hãy là một nữ tu thực thụ. Bạn chẳng muốn làm thối chí của mình bằng các bụi đầy hôi thối của đời sống trần tục. Do đó đừng ngoảnh lại, nhớ dung quê hương và gia đình của mình. Đừng làm tu nữ lười nhát, nói chuyện nhiều và xin giúp đỡ. Hãy luôn hài lòng với cuộc sống đơn giản và đừng bao giờ sợ chết đừng bao giờ nói những điều không cần nói nhưng ngược lại hãy nói những vấn đề thực sự quan trọng tu nữ của tôi phải luôn hành xử đúng nếu các bạn thực sự muốn là đệ tử của tôi hãy chú ý những lời tôi nói khi tôi than phiền về hành xử của các bạn hãy hiểu là tôi đang dạy các bạn luôn theo gương tôi trong mọi việc bạn làm các bạn là những người đã đến đây làm học trò của tôi hãy nỗ lực trở thành những con người mẫu mực hãy là những tu nữ xinh đẹp luôn nhẫn nại trong việc chịu đựng khó khăn và chăm chỉ trong việc hành thiền luôn cố gắng học sự thật về chính mình học trò của tôi phải tin vào con đường của đức phật quyết tâm tập trung vào từng bước tiến lên phía trước không nên luyến tiếc những cơ hội đã qua hoặc trông mong vào những phần thưởng tương lai những ý nghĩ đó chỉ lừa gạt bạn thôi hãy chiến đấu chống lại sự lười nhác đừng dễ dàng đầu hàng trên gối của mình hãy kiểm soát suy nghĩ của bạn nghiêm ngặt và chỉ đi tìm sự thật nằm trong tâm của chính mình trước khi hỏi hãy tìm câu trả lời trong bạn trước nếu bạn tìm thường bạn sẽ tự mình thấy câu trả lời trong việc thực hành phật pháp bạn cần tìm đường đi cho riêng mình. Bạn phải tự tìm tòi và khám phá con đường đoạn tận khổ đau. Cách tìm đúng đắn là nhìn vào trong bản thân mình. Con đường đó nằm trong tâm của mỗi chúng ta. Do đó, hãy cứng rắn và chăm chỉ cho đến khi bạn đến được đích cuối cùng. Con người đau khổ vì họ chỉ biết dơ dạo chứ không biết buông ra bất toại nguyện theo họ khắp mọi nơi do đó hãy nhìn lại chính tâm mình và học cách buông bỏ đừng nghi ngờ giá trị của việc hành thiền đừng đánh giá thấp khả năng của mình hãy tự hài lòng với tiến bộ của mình vì nó phản ánh một phần của sự thật mà bạn đang tìm kiếm vì vậy đó là cái bạn có thể tin cậy được hãy nhìn lại xem bạn là ai ai sinh ra ốm và đi và chết thân bạn tâm bạn cuộc sống của bạn những thứ đó không thuộc về bạn đừng chăm bón bản chất thực của bạn bằng đau khổ của thế gian từ ngày tôi xuất gia làm tu nữ tôi chưa bao giờ bỏ việc thanh lọc cái tâm đầy ô nhiễm của tôi tôi luôn biết rằng tôi cần đánh bóng và thanh lọc bản chất cơ bản của tôi. Chỉ có người có trí thực sự mới có thể nương tựa dưới bóng mát của ba cây bồ đề của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083 993 4238 xin hoan hỷ truy cập website diệu pháp âm net tại chuyên mục kết duyên để thỉnh những đĩa sách nói phim ảnh do chúng tôi thực hiện